Mày không làm đi, đứng đây quay video làm gì? Quay cho anh làm gì? À, thế à? What the hell? Con thằng này, không làm đi ngồi đây chơi điện tử là như thế nào? Em test game cho sếp mà. Cứ lần nào hỏi thằng Khôn trong video cũng đều là em đang test game. Mày test cái gì mà game gì mày test lắm ấy. Đây, sếp cho em hai quạt này, sếp bảo test đi. Nói cho kỹ vào, nhắc lại, sếp như thế nào? Sếp đưa cho em hai quạt tản nhiệt này. Tao cho mày bao giờ mày bảo là tao cho? Đây từ bao giờ rồi? Long time ago. Các bạn thấy không? Nhân viên thế này làm ăn gì? Mình đưa cho nó hai cái quạt tản nhiệt cách đây khoảng nửa năm về trước. Bây giờ sắp diễn ra mùa đông không lạnh ở bên châu Âu rồi mà bây giờ nó còn bắt đầu mới ngồi test như này. Mùa đông có thể không lạnh, nhưng mùa hè thì phải nóng. Mày có biết người Hải Phòng xin việc bằng gì không? Bèn bèn bèn. Bằng bằng. Anh thôi. Quạt. Bây giờ tôi sẽ cho Khôi 1 phút để review về hai cái con quạt này. Rồi, hai con quạt này thì chúng ta sẽ qua phiên bản đây. Một phiên bản này có hít 5 châm là chính là phiên bản này. Đấy. Này là dành cho Max Safe, tức nghĩa là ai dùng iPhone thì nó sẽ hít trực tiếp vào đây. Cái này lần trước cũng thấy rồi. Sure bro. Phía sau có cái hình tam giác này giống trái tim của Tony Stark nhỉ. Công nhận là thiết kế nhìn ngầu. Không có đèn LED à? Không xem. Rồi thế cũng được, tiết kiệm pin. Và các bạn thấy là nó sẽ có những cái dấu vàng cam này làm nổi bật. Trong con này nó thiết kế hơi rối, thật sự luôn, họa tiết hòa văn quá nhiều. Nhưng mà hiệu quả thực tế dùng như nào? Ổn phết đấy. Con này nữa là sẽ nói luôn đấy. Để tao review hay mày review? Giới thiệu cả hai con. Con này thì cũng giống như mấy con khác này, kẹp vào. Tất nhiên các bạn dùng với điện thoại nào cũng được, không nhất thiết phải có MagSafe. Và các bạn sẽ có một cái nút nguồn ở đây. Như thế là vẫn phải cắm nguồn ở bên dưới là cổng USB-C để các bạn thì kích hoạt và sử dụng. Cả hai con đều là sò lạnh chứ. Không tiếp, con này là tất nhiên sò lạnh rồi. Xin lỗi, lú và rú cả. Thằng Khôi ý muốn nói là một con là sò lạnh, một con là sò nóng. Tức nghĩa cái máy của bạn mà chưa đủ nóng thì các bạn phải lắp vào cho nó nóng hơn, đúng không? Đúng rồi. Rồi đây, review nhá. Xem tìm gì đây? Tìm gì đánh mày? Quạt quạt. Xét về hiệu quả tản nhiệt thì con này sẽ cao hơn. Con này có thể giảm xuống khoảng tầm 5 đến 6 độ C. Trong khi đó con này thì sẽ giảm mắc khoảng tầm là 13 độ. Tức là con này hiệu quả nó sẽ tản nhiệt mát hơn. Dạ, mấy anh em bắt đầu nói xem thằng cô vừa nói gì. Là một con từ 5 độ. Con này giảm được 5 độ. Nhưng con này giảm 13 độ. Đấy, 13 độ. Đây nhá, so bề mặt thì con này sẽ giảm còn 5 độ. Còn con này giảm còn 12 độ. Thì rõ ràng con này mát hơn là gì? Tôi nói kỹ nhá. Nhiệt độ bề mặt của con này là 5 độ C. Nhiệt độ bề mặt con này là 12 độ C. Thì tất nhiên con này mát hơn cái gì? Chúng ta tua lại lần trước. Xét về hiệu quả tản nhiệt thì con này thì về cơ bản nó sẽ lạnh hơn. Nhưng nó có một vấn đề. Chưa biết vấn đề gì không? Hả? Nó sẽ chỉ hít ở cái phần giữa này thôi ạ. Trong khi đó với con điện thoại bình thường ấy, khu vực nóng chúng ta sẽ ở đây. Thế nghĩa là con này mình sẽ kẹp vào cái cụm camera này. Không, con này sẽ di chuyển được sát khu vực này hơn. Thành ra là hiệu quả của nó ở khu vực này nó sẽ ok hơn. Ok, con này nhá, thì ở đây, được chưa? Nó cách cụm camera một tí này. Con này thì lên đến đây, thế thì khác nhau. Thực ra là khác đấy chứ bạn. Nó mát hơn đấy. Công nghệ lời người đấy. Nói chung là nó gần hơn một tí là cũng tản nhiệt khá rồi. Nhưng mà con này vẫn mát hơn. Ôi trời ơi, tao lại mày. Nói về hậu quả thì test có quạt và không quạt nó khác nhau tôi nói nhiều. Test Genshin không quạt sẽ chỉ là 34 độ trung bình. Còn nếu mà có quạt sẽ tăng lên đến 42. Hiệu quả tuyệt vời luôn. Đấy là nói về độ C đúng không? Không, nói về... về FPS. Nhưng mà do rõ ràng là nó không tiếp cận được khu vực này. Thành ra là khi mà chúng ta dùng cái quạt ấy thì cái khu vực này nó rất là mát, khoảng tầm 32-33 độ gì đấy. Nhưng mà lên đến khu vực này nó vẫn sẽ loanh quanh khoảng tầm là 37-38 độ gì đấy. Còn con này? Nó cũng xem nhau. xem nhau tức nghĩa là con này cũng là 34 độ, lên này cũng 37 độ. À không. Nhiệt độ mặt lưng ấy thì khu vực mát nhất của nó sẽ là khoảng tầm 34 độ. Bằng con này? Không, con này mát hơn. Rồi. Đấy, con này có thể lên xuống 32. Rồi. Nhưng con này 34. Trên đây. Còn khu vực này thì sẽ vẫn loanh quanh khoảng tầm 37-38. Bằng con này? Đúng, xem nhau. Vậy con nào làm hiệu quả? Hiệu quả hơn, em thấy hai con là cũng tương đương. Nhưng mà nếu mà đang di năng hơn ấy thì con này. Còn nếu mà dùng cho iPhone ấy thì có thể dùng con này. Về giá bán? Giá bán con này hơn này. Xuất trên mạng thì con này khoảng tầm là 6.5, con này rẻ hơn tí, khoảng 100. Và con này có khả năng làm mát nhanh hơn so với con này. Đúng rồi. Như vậy qua video rất dài, rất căng thẳng, rất stress này thì các bạn đã hiểu được hai chiếc quạt tản nhiệt này nó như thế nào.
tự chung lại là quả tản nhiệt trên thị trường gần như là tương đồng với nhau thôi, không có khác biệt nhiều lắm đâu. Nhưng mà qua các đời thì gọi là cứ thay đổi một chút, cải thiện về cái hiệu quả làm mát của nó hơn thôi. Bọn mình sẽ để nguyên một cái video không cắt cái này để cho mọi người có thể xem từ đầu đến cuối cái video đấy Khôi đã nói cái gì. Còn đây là video đã được chỉnh sửa cắt để làm sao mà Khôi trở nên nó thông minh hơn một chút. Và các bạn hãy đừng quên like cho bạn bè. Và mình sẽ để link bên dưới các bạn có thể mua cái sản phẩm này nha. Hẹn mọi người ở các video lần sau. Nhưng mà nó dễ hiểu mà nhỉ? Ai ở đây cả cái video này Khôi làm không dễ hiểu ra đây lên ạ. Then hey, subscribe, then hey, subscribe, then hey, subscribe, then hey, subscribe, then hey.